tàn tích tu viện cổ tuyệt đẹp bên bờ vịnh Cam Ranh. Công trình này được xây từ năm 1934 tới năm 1938, là nhà dòng dành riêng cho các đan sĩ chiêm niệm tu tập và sinh sống. Các tu sĩ ở đây được gọi là đan sĩ, Mois. Nằm bên bờ vịnh Cam Ranh, thuộc địa phận phường Cam Nghĩa của thành phố Cam Ranh, đan viện Si Tu Mỹ Ca từng là một công trình kiến trúc công giáo nổi tiếng Việt Nam thời thuộc địa. Công trình này được xây từ năm 1934 tới năm 1938, là nhà dòng dành riêng cho các đan sĩ chiêm niệm tu tập và sinh sống. Các tu sĩ ở đây được gọi là đan sĩ, Mois. Khi còn nguyên dạng, đan viện là một quần thể kiến trúc gồm 4 tòa nhà nguy nga. Tòa nhà trung tâm xây 2 tầng, mang đậm dấu ấn của kiến trúc Gô Thích, hàng hiên có nhiều mái dòm nhọn và các cửa sổ lớn. Các công trình còn lại là nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, kho lưu trữ của các đan sĩ. Vào thời đó, để đến được đan viện Mỹ Ca, người ta chỉ có một cách di chuyển duy nhất là bằng thuyền. Sau này, do ảnh hưởng của chiến tranh, đan viện đã phải di dời về Lập Định, Cam Hòa, Cam Lâm. Tòa đan viện cũ bị bỏ hoang kể từ lúc đó cho đến bây giờ. Ngày nay, đan viện Si Tu Mỹ Ca chỉ còn 2 tòa nhà tồn tại sau các biến động lịch sử, gồm tòa nhà chính. Công trình nằm trong phần đất quy hoạch một dự án bất động sản du lịch, có hàng rào bao quanh. Khách du lịch không có cơ hội tiếp cận di tích kiến trúc độc đáo này mà chỉ có thể quan sát từ đường dẫn vào sân bay Cam Ranh, từ cầu Long Hồ hoặc từ những con thuyền trong lòng vịnh. Trong tương lai không xa, đan viện lịch sử ở Cam Ranh sẽ được cải tạo để trở thành điểm nhấn kiến trúc trong một khu nghỉ dưỡng tầm cỡ khu vực. Top 10 nhà thờ chính tòa nổi tiếng nhất Việt Nam. Trong các giáo hội cơ đốc, nhà thờ chính tòa là nhà thờ mẹ của một giáo phận, thường có quy mô bề thế và kiến trúc ấn tượng hơn các nhà hàng dưới. Cùng điểm qua những nhà thờ chính tòa nổi tiếng từ Bắc vào Nam. 1. Nhà thờ chính tòa Thánh Giê-xu hay nhà thờ lớn Hà Nội tọa lạc tại phường Hàng Trống, quận Hoàng Kiếm, là nhà thờ có quy mô lớn và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Nhà thờ được xây từ năm 1884 đến 1888 dựa trên nguyên mẫu là nhà thờ Đức Bà Paris, mang phong cách Gô Thích Trung Cổ châu Âu. 2. Nhà thờ chính tòa Bùi Chu tọa lạc ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là một trong những nhà thờ cổ có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Công trình được xây từ năm 1884 đến 1885 theo phong cách kiến trúc Baroque. Từ năm 2020, nhà thờ được hạ giải để xây lại theo kiến trúc cũ. 3. Nhà thờ chính tòa Phát Diệm hay nhà thờ đá Phát Diệm nằm ở thị trấn Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, được coi là nhà thờ cổ có quy mô lớn, đẹp và độc đáo bậc nhất Việt Nam. Công trình được xây dựng từ năm 1875 đến 1898 với vật liệu là đá và gỗ, gồm một nhà thờ lớn, 5 nhà thờ nhỏ trên khuôn viên rộng tới 22 hectare. 4. Nhà thờ chính tòa Phủ Cam nằm ở phường Phước Vĩnh của thành phố Huế, là nhà thờ lâu đời nhất cố đô Huế. Nhà thờ có lịch sử hình thành từ năm 1682 đến năm 1960, được xây lại theo thiết kế độc đáo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, cha đẻ của Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. 5. Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, còn gọi là nhà thờ Con Gà Đà Nẵng, nằm ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của thành phố lớn nhất miền Trung. Nhà thờ được xây vào năm 1923 đến 1924 theo phong cách kiến trúc Gô Thích. 6. Nhà thờ chính tòa Kitô Vua, thường gọi là nhà thờ núi, nằm ở phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, là một nhà cổ rất nổi tiếng với kiến trúc đẹp và còn nguyên bản. Công trình được xây từ năm 1928 đến 1941 theo phong cách kiến trúc Gô Thích, nằm trên một quả núi nhỏ gọi là núi Bông. 7.
Nhà thờ chính tòa Quy Nhân hay có tên nhà thờ Nhọn nằm ở số 122 Trần Hưng Đạo, là công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố biển Quy Nhơn. Nhà thờ được xây vào năm 1938-1930, có điểm nhấn kiến trúc là một tháp chuông cao 47,2m với phần chóp nhọn lợp ngói đỏ. 8. Nhà thờ chính tòa Kon Tum, thường được gọi là nhà thờ gỗ, là một điểm đến nổi tiếng của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khởi công năm 1913 và hoàn thành năm 1918, nhà thờ được xây hoàn toàn bằng phương pháp thủ công với chất liệu chủ yếu là gỗ, trong đó nhiều nhất là gỗ cà chít. 9. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt, còn gọi là nhà thờ con gà Đà Lạt, nằm ở phường 3 của thành phố Đà Lạt. Được xây từ năm 1931 đến 1942 theo kiến trúc Roman, nhà thờ này là một trong những công trình kiến trúc thời thuộc địa tiêu biểu nhất của thành phố ngàn hoa. 10. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 1, là một công trình kiến trúc thuộc địa tiêu biểu của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ nổi tiếng này được xây dựng từ năm 1877-1880, mang phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn nét phong cách kiến trúc Gothic. Top 10 nhà thờ có kiến trúc đặc biệt nhất Việt Nam. Những nhà thờ tráng lệ là điểm đến không thể bỏ qua của người dân và du khách vào mỗi dịp Giáng sinh. Cùng điểm qua 10 nhà thờ có kiến trúc ấn tượng nhất trên khắp 3 miền Việt Nam, theo lựa chọn của kiến thức. 1. Nhà thờ đá Phát Diệm, Ninh Bình. Được xây dựng từ năm 1875 đến 1898. Nhà thờ đá Phát Diệm gồm một nhà thờ lớn và 5 nhà thờ nhỏ, mang phong cách kiến trúc mô phỏng đình chùa của người Việt với chất liệu xây dựng chủ yếu là đá và gỗ, được chạm khắc rất tinh xảo. Đây được coi là nhà thờ đẹp và độc đáo bậc nhất Việt Nam. 2. Nhà thờ gỗ Kon Tum, Kon Tum. Nhà thờ gỗ Kon Tum có tên chính thức là nhà thờ chính tòa Kon Tum. Xây từ năm 1913 đến 1918, điều đặc biệt của nhà thờ này là được xây dựng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công với chất liệu chủ yếu là gỗ, mang phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp với nhà sàn của người Ba Na. 3. Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, Huế. Được xây dựng từ năm 1959 đến 1962 theo thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Mỹ Lộc, nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế gây ấn tượng mạnh với các khối kiến trúc bề thế, là sự tổng hòa Đông Tây dựa trên những quy tắc của một nhà thờ Công giáo La Mã. Đây là một trong những nhà thờ tráng lệ nhất Việt Nam. 4. Nhà thờ Phủ Cam, Huế. Nhà thờ chính tòa Phủ Cam có lịch sử hình thành từ năm 1682 đến năm 1960, được xây mới theo đồ án hiện đại của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người thiết kế Dinh Độc Lập. Nhìn tổng thể, kiến trúc nhà thờ Phủ Cam toát lên vẻ thanh thoát nhẹ nhàng với điểm nhấn là hai đỉnh nhà thờ dốc cao. 5. Nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn được xây từ năm 1877 đến 1880 theo đồ án của kiến trúc sư Di Burac với phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn nét phong cách kiến trúc Gothic, mang sắc màu đầy sức sống của gạch nung để trần. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng nhất của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. 6. Nhà thờ Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh. Được xây từ năm 1870 đến 1876, nhà thờ Tân Định có tên chính thức là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tân Định. Điều làm nên sức hút của nhà thờ này là quy mô bề thế, phong cách kiến trúc Gothic kết hợp các chi tiết trang trí Roman, Baroque và nước sơn màu hồng rất bắt mắt. 7. Nhà thờ Hạnh Thông Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ Hạnh Thông Tây có tên hiệu là nhà thờ Thánh Giêsu, được xây từ năm 1921 đến 1924. Việc lựa chọn kiến trúc Byzantine khiến công trình mang diện mạo khác lạ so với đại đa số các nhà thờ khác ở Việt Nam. Người phát tâm xây dựng nhà thờ là ông Lê Phát An, đại gia có tiếng Sài Gòn xưa. 8. Nhà thờ Lớn, Hà Nội.
được xây từ năm 1884 đến 1888. Nhà thờ lớn Hà Nội có tên chính thức là Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giê-xu, là nhà thờ có quy mô lớn và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Về kiến trúc, nhà thờ lớn được thiết kế theo mẫu của nhà thờ Đức Bà Paris, mang phong cách Gothic Trung Cổ châu Âu. 9. Nhà thờ Cam Ly, Đà Lạt. Nhà thờ Cam Ly hay nhà thờ Sơn Cước là ngôi nhà thờ dành riêng cho các dân tộc thiểu số ở địa phương, được xây từ năm 1960 đến 1968. Kiến trúc nhà thờ lấy cảm hứng nhà Rông cổ truyền Tây Nguyên, mang tinh thần của trường phái Thô Mộc dựa trên kỹ thuật xây dựng tiên tiến của phương Tây. 10. Nhà thờ Nhọn, Bình Định. Nhà thờ Nhọn có tên chính thức là Nhà thờ Chính Tòa Quy Nhơn, được xây dựng vào năm 1938 đến 1939. Điểm nhấn kiến trúc của nhà thờ là một tháp chuông cao 47,2m với hình dáng nhọn như đầu của một chiếc bút chì. Đây là lý do người dân địa phương gọi là nhà thờ Nhọn. Đẹp lung linh nhà thờ màu hồng 90 năm tuổi gây sốt xứ Nghệ. Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là địa điểm du lịch nổi tiếng với một địa điểm tham quan ấn tượng. Đó là nhà thờ màu hồng tuyệt đẹp của giáo xứ Nghĩa Thành. Giáo xứ Nghĩa Thành được thành lập vào năm 1929. Nhà thờ màu hồng tuyệt đẹp của giáo xứ Nghĩa Thành nằm ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là địa điểm du lịch hút khách trong và ngoài nước. Giáo xứ Nghĩa Thành được thành lập vào năm 1929. Hiện giáo sư có gần 2.000 giáo dân. Trong suốt nhiều năm qua, nhà thờ của giáo xứ Nghĩa Thành không chỉ là điểm đến quen thuộc của các giáo dân mà nhiều người tìm đến để tham quan, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của công trình. Nhà thờ mang vẻ đẹp cổ kính với phần mái hình chóp và các ô cửa hình dòm cong. Trước khi khoác lên người màu hồng như hiện nay, nhà thờ của giáo xứ Nghĩa Thành được sơn màu vàng nhạt. Kể từ năm 2019, nhà thờ của giáo xứ Nghĩa Thành được tu sửa và sơn mới bằng màu hồng. Với màu sắc rực rỡ này, nhà thờ của giáo xứ Nghĩa Thành trở nên nổi bật, hiện đại và hấp dẫn hơn. Gam màu tươi sáng, trẻ trung tại nhà thờ của giáo xứ Nghĩa Thành đã thu hút rất đông người dân đến tham quan, chụp ảnh. Những bức ảnh, video thực hiện tại nhà thờ màu hồng của giáo xứ Nghĩa Thành được đăng tải trên các mạng xã hội nhận được sự yêu thích, đánh giá cao của công chúng trong và ngoài nước. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.